Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ sau khi nghe hai bài đọc và bài tin mừng, anh chị em sẽ thắc mắc là vậy thì bài đọc 1 nói về nạn lục hồng thủy mà ông Noe đã được cứu, rồi bài tin mừng nói về việc Chúa chịu cám dỗ, Chúa ở trong sa mạc 40 đêm ngày, hai cái đó nó có liên quan gì đến nhau? Thưa anh chị em, trong mùa chay giáo hội sắp xếp những bài đọc và bài tin mừng rất là có logic với nhau và có cái ý đồ rất là quan trọng, giúp chúng ta sống cái đời sống thiêng liêng và hiểu về Chúa rõ nét hơn. Và một trong những cái điều đó là anh chị em thấy trong nạn lục hồng thủy, con người nhìn thấy mình bị hủy diệt bởi tội và lục hồng thủy xóa sạch con người vì tội. Chỉ có gia đình ông Noe sống sót cùng với loài thú mà ông ta mang vào trong con tàu. Nhưng mà trong cái lời hứa của Chúa sau khi kết thúc cái nạn hồng thủy đó, Chúa làm một cái cam kết với Noe rất là hay anh chị em. Anh chị em nói, anh chị em thấy trong sách Sáng Thế đó ghi lại đó là lúc đó Chúa để cái cầu vồng hiện ra. Và khi cầu vồng hiện ra thì Chúa nói từ nay trở đi ta sẽ không bao giờ, cái lời nói của một Thiên Chúa yêu thương và hối hận vì thấy con người đau khổ do tội nên bị hủy diệt đó, là Chúa nói từ đây trở đi ta sẽ không bao giờ hủy diệt con người như vậy nữa. Cho dù họ tội như thế nào, ta không bao giờ hủy diệt con người như vậy nữa. Và đây là dấu hiệu. Và Ngài đặt cái cầu vồng, và cái cầu vồng đó trong Kinh Thánh gọi là cái cung. Anh chị em thấy cây cung nó hình vòng cung đó. Và người ta nói cái cây cung là dùng để bắn, để giết hại. Nhưng mà Chúa gác cung, là gác cái cầu vồng lên mây, cho dấu hiệu cho thấy rằng trên mây mà có cầu vồng đó, là không, Chúa không bao giờ dùng cái nạn lục hồng thủy để hủy hoại con người vì tội của họ nữa. Đó, Chúa gác kiếm, nói một cách nào đó, Chúa gác kiếm, Chúa không bao giờ vì tội con người mà Chúa sẽ hủy hoại họ. Để anh chị em hiểu điều gì? Mùa chay thánh anh chị em không phải là mùa để mình làm việc đền tội và ăn năn sám hối vì sợ Chúa hủy hoại trừng phạt mình. Đây là cái hiểu nhiều khi mình hiểu sai về Chúa. Tôi hoán cải, tôi ăn năn sám hối, tôi không phạm tội nữa để Chúa không phạt tôi, không giết tôi, không làm cho tôi đau khổ. Đó, đây là cách suy nghĩ sai, vì Chúa không bao giờ làm điều đó. Vậy thì Chúa mời gọi chúng ta ăn năn sám hối để làm gì? Để tin vào tin mừng, để có thể tin vào tình yêu của Chúa, bạn phải có khả năng từ bỏ cái thói quen cũ, cái cách sống cũ mà bạn nghĩ rằng như thế là bạn được yêu thương, như thế là bạn được chấp nhận, như thế là bạn có giá trị trong cuộc đời này. Và nếu mà không làm như thế thì bạn mất hết tất cả. Thưa, Chúa nói hãy hoán cải, thay đổi cách suy nghĩ đó.
Tin vào tin mừng là gì ạ? Tin vào tình yêu của Chúa. Tin mừng là tin vui. Tin Chúa đến, nước của Chúa sẽ đến gần chúng ta. Mà gần, đang rất gần chúng ta là ai? Là chính Chúa Giêsu, là nước của Chúa. Rồi từ đó tôi mời gọi anh chị em suy tư một ba cái điểm, hai cái điểm rất là quan trọng trong bài tin mừng này, mà nó rất là khác với các tin mừng khác. Anh chị em để ý, Thánh Marco nói về việc Chúa Giêsu vào trong hoang mạc, chịu cám dỗ 40 đêm ngày, một đoạn rất là ngắn. Nhưng mà trong cái đoạn ngắn này đó, anh chị em thấy khác với Luca với Matthew. Luca với Matthew liệt kê ba cái cơn cám dỗ của Chúa: cám dỗ hóa đá ra bánh, cám dỗ gieo mình xuống đền thờ, cám dỗ phụng thờ Satan để được hết quyền lực trên thế giới này. Marco không hề nói cái đó, không hề nói ba cơn cám dỗ. Marco chỉ nói là gì? Chúa Giêsu được thần khí đẩy vào trong hoang mạc. Sau khi chịu phép rửa, Chúa được thần khí đẩy vào trong hoang mạc. Nghĩa là thần khí của Chúa đẩy Chúa vào trong nơi hoang địa, rồi sống ở đó 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa bầy dã thú và được các thiên thần đến hầu hạ. Vậy thì ba cái hình ảnh này tôi mời gọi anh chị em suy tư. Vậy cám dỗ là gì? Theo cái cách nhìn của Marco, thứ nhất, Satan cám dỗ. Satan cám dỗ nói đến cái Satan gốc từ Do Thái đó anh chị em, là kẻ vu cáo. Vu cáo, người vu cáo, người kết án, người đổ lỗi. Vậy thì Satan nghĩa là kết án, vu cáo và đổ lỗi. Đơn giản vậy. Người vu cáo, kết án và đổ lỗi. Anh chị em có nghe cái từ, cái cách mà Satan cám dỗ như thế nào không anh chị em? Mình Chúa không có thương anh đâu. Anh làm như vậy Chúa không có thương anh đâu. Chúa sẽ trừng phạt anh. Anh không có cái đó, người ta sẽ cười anh. Anh làm cái điều đó, mọi người mà biết được, mọi người sẽ nghỉ chơi với anh. Đó là cái lời vu cáo, nghĩa là kết án người khác, kết đổ lỗi cho ai đó để cho thấy rằng mình không có được yêu thương. Vì mình không có cái này, không có cái kia, mình đã làm cái nọ. Và vì thế mình phải luôn luôn lên án bản thân mình. Và anh chị em để ý thấy, tôi theo kinh nghiệm của tôi đó anh chị em, không có cái lời vu cáo nào nguy hiểm cho bằng cái lời vu cáo chính mình. Không có một cái lời chỉ trích, lên án nào, trừng phạt nào đáng sợ hơn là chính cái người đó tự lên án, trừng phạt và chỉ trích bản thân họ. Mà tại sao người đó có cái lời đó? Thưa, bắt đầu từ ai đó nói với họ là như thế, và họ nghĩ họ là như thế. Tôi hay gặp, ngay cả trong máy ấm của tôi cũng vậy thôi anh chị em. Và nhiều người liên lạc với tôi không biết tại sao họ liên lạc. Nhiều người cha mẹ liên lạc với tôi là con họ ngày hôm nay đó có một cái trạng thái đó, là thường các em tuổi teen đó anh chị em, có trạng thái là tự cắt tay. Tự cắt tay khi mà ai nói cái gì không hài lòng, hay là có gì đó không vui, hay là ba mẹ la gì đó, vô phòng đóng cửa lại, xong lấy dao, lấy đồ rọc tay mình, cắt tay mình. Đó là cái hành động đó, người ta gọi là cái hành động tự lên án chính mình, hay là tự hủy hoại bản thân mình, tự trừng phạt mình. Hay người ta gọi là gây hấn thụ động. Gây hấn thụ động, thay vì tôi giận ai đó, tôi gây hấn với cái người mà tôi giận, và bây giờ tôi quay lại tôi gây hấn chính bản thân tôi. Mà người ta để ý là đôi khi chính cái hành vi đó nó thành cơn nghiện anh chị. Tại khi mình làm như vậy đó, nó làm cho mình, cái não mình nó tiết ra cái chất làm cho mình hưng phấn thêm. Mình thành thói quen, mình nghĩ như vậy là tốt. Nhưng mà mình nghĩ như vậy là mình trừng phạt mình, là mình trừng phạt hai người. Tôi trừng phạt bản thân tôi và trừng phạt cái người thương tôi.
dễ sợ không? Tôi trừng phạt bản thân tôi, và tôi dùng cái việc trừng phạt bản thân tôi để trừng phạt cả cái người thương tôi. Thật ra đó, người ta để ý là cái này là trẻ em nó học được từ cha mẹ nó. Ví dụ như mẹ giận con bỏ ăn mấy ngày, không ăn cơm, giận con hay giận chồng bỏ ăn. Bỏ ăn là gì ạ? Trừng phạt mình làm cho mình đói. Mình làm cho mình đói để người khác thấy, à, anh làm cho tôi giận nên tôi làm cho tôi đói cho anh. Anh biết thầy. Hay là đứa con nó thấy bà mẹ nó cãi nhau xong rồi ông bố ông tức quá, ông lấy cái gì ông đập vào đầu ông. Rồi đó, em muốn anh đâu phải không? Đập vào đầu mình cái. Xong rồi đứa con nó, ok, đây là cách phải làm phải không? Mình cũng làm như vậy. Người ta gọi là gây hấn chính bản thân mình. Nhưng mà đằng sau đó là gì anh chị em? Cái khuynh hướng cám dỗ của ma quỷ. Anh không có tốt. Khi mà cái gì đó không tốt, anh coi anh là người không tốt hoàn toàn. Mà khi anh coi anh là người không tốt hoàn toàn, anh sẽ hủy hoại bản thân anh. Mà khi anh hủy hoại bản thân anh thì ai là người sung sướng anh chị em? Ma quỷ sung sướng. Tại vì Thiên Chúa tạo dựng ra mình, rồi ba mẹ mình nuôi mình lớn lên, rồi bây giờ mình hủy hoại bản thân mình, ai sợ? Ai đau khổ? Ai mất mát? Chính bản thân mình mất. Do đó, chính đó là một trong những dạng vu cáo, lên án, xuất phát từ cái cơn cám dỗ của ma quỷ. Anh không có tốt đâu. Vậy một cái nguy cơ đó để giúp cho chúng ta từ suy nghĩ hoán cải ở đây là gì? Đừng lên án mình và đừng lên án người khác. Không ai trong chúng ta tốt hoàn toàn, nhưng ai trong chúng ta cũng được Chúa thương và Chúa đã gác kiếm. Chúa không vì cái điều đó mà lên án mình, nhưng Chúa cho con một của Ngài. Nói như bài đọc 2 đó, là Chúa cho con một của Ngài đến thanh tẩy chúng ta, tha tội cho chúng ta. Cái hình ảnh thứ hai là hình ảnh của đói khát, là sống giữa bầy dã thú. Anh chị em để ý, dã thú tượng trưng cho gì anh chị em? Mình sống theo thú tính. Tôi có một lần tôi đi ngang một cái tu viện đó, cái nơi đó rất là đẹp, và có một tu sĩ đó, ông từ cái nơi đó là cái nơi thắng cảnh ở trên Đà Lạt đó anh chị em. Rồi cái nơi đó đẹp như vậy thì nhiều người tham quan thì có mấy người đi bắt ong rừng đó anh chị em. Họ hay tới họ bán trên cái dọc cái đường đi vô đó, ở trong cái tu viện, dọc cái đường của tu viện đó, họ bán mật ong rừng. Có khi là bán thật mật ong thật, có khi mật ong giả. Thì tôi thấy cái vị tu sĩ đó cứ chạy ra đuổi tụi bay đi chỗ khác. Đây là tu viện không có được buôn bán ở đây, đi chỗ khác. Xong mấy đứa đó nó cứ chờ cái vị tu sĩ đó đi ngang qua, xong đó là quay lại. Mấy người đó quay lại bán tiếp. Cái ông đi qua rồi ông hồ quay lại vẫn thấy mấy người này. Cái ông tức lên, ông nổi điên lên, ông nói chứ: "Tao về tao xin bề trên cho tao nghỉ tu 5 phút để tao giải quyết tụi bay. Tao ra tao đập tụi bay một trận. Nghỉ tu 5 phút để xử tụi bay. Tao thú tính của tao nổi lên rồi, tao chịu hết nổi rồi, tao xin nghỉ tu 5 phút." Và anh chị em sẽ suy nghĩ có bao giờ mình nghỉ tu 5 phút không? Ví dụ tôi nghĩ thôi, xin Chúa cho con này nghỉ tu 5 phút để con sống cái thú tính của con. Nhưng mà đôi lúc mình cũng nghe, mình hay nói như vậy đúng không? Mình có khi nào mình nghĩ thôi, mình nghĩ làm vợ, mình nghĩ làm chồng, nghĩ làm cha 5 phút, 10 phút để mình sống cái thú tính của mình không? Vậy thú, cái mãnh thú ở đây là gì? Là nhiều khi chúng ta nghĩ đến mãnh thú như là cái con thú dữ của chính mình, mà để cho mọi người chấp nhận mình á, mình nhốt nó lại trong chuồng, mình đè nén nó thú. Nó sống ra khi nào ạ? Thưa, khi mình đói, khi mình khát. Đúng ạ. Người ta nghiên cứu là có những lúc mà người ta đói, người ta có thể ăn thịt lẫn nhau. Thú tính lên để thỏa mãn cơn đói cơn khát của mình. Mình có thể bỏ qua hết tất cả những cái tiêu chuẩn đạo đức mà mình từng có.
Nhưng vấn đề ở chỗ là không phải ngày hôm nay, không phải chỉ vì mình sẽ nghỉ tu 5 phút hay là nghỉ làm cái này làm kia 5 phút để sống thú tính của mình. Nhưng mà cái nguy cơ là gì? Trước mặt mọi người mình sống tốt, nhưng mà sau lưng mình, sau lưng mọi người mình vẫn có thể để con thú tính đó nó sống cách khác. Mình sống cái thú tính ban đêm, những lúc không ai biết, không ai nhìn thấy mình. Cái đó rất là đáng sợ. Và anh chị em thấy người ta để ý, ngày hôm nay cái camera nó hiện hữu khắp nơi. Và khi cái camera nó hiện hữu khắp nơi, người ta bắt được nhiều khoảng cách, khoảnh khắc rất là đáng sợ về con người. Khi mà người ta nghĩ rằng không ai nhìn thấy mình, người ta làm những chuyện rất là đáng sợ. Vậy thì điều đó nghĩa là gì? Khi bạn đói, bạn khát, bạn thể hiện rõ bạn là ai. Mình đâu có làm sai, mình đâu có phạm tội khi mình ngồi trong đây. Đúng ạ. Cùng lắm là mình chi trí, cùng lắm là mình buồn ngủ chút xíu thôi. Đâu, cái đó không phải tội đâu anh chị em. Mình đâu có phạm tội trong lúc mình ngồi đấy. Mình phạm tội khi mình đói, mình khát. Đói khát cái gì? Nhiều khi mình đói tình thương. Khi nhiều khi mình khát cái sự hiện diện, mình khát được người khác nhìn nhận mình. Chứ đâu đơn thuần là tính dục, là quyền lực không anh chị em. Thật sự ra ẩn đằng sau những cái điều mà mình tìm kiếm đó, nó đều ẩn chứa một cái thèm muốn được nhìn nhận, được yêu thương, được biết đến. Và nhiều khi cái cơn khát đó mình tìm cách thỏa mãn nó, nó thành cơn nghiện trong cuộc đời của mình, thú tính của mình. Vậy 40 ngày trong hoang mạc là gì? Là Chúa mời gọi chúng ta đi vào trong sa mạc để tập đặt mình vào trong hoàn cảnh mình thiếu thốn và đói khát, để hiểu xem những lúc như thế mình có khuynh hướng gì, và tập thay đổi cái thói quen mình từng làm để thỏa mãn nó. Vì chi ạ? Vì mình biết rằng nó không tốt hơn cho mình, và nó không giúp cho mình lớn lên trong tình yêu của mình với Chúa, của Chúa dành cho mình và với tha nhân. Đơn giản như vậy anh chị em. Đúng không? Nhiều khi mình biết có những thói quen mình từng làm vì nó thỏa mãn mình, mình biết là nó không tốt mà mình vẫn làm. Tại sao vậy? Vì nó thỏa mãn cái gì đó mà thành thói quen của mình. Tôi nghiên cứu, người ta thấy, người ta nói đó, một trong những cái thói quen ngày hôm nay con người đó là ở một mình, sống cô độc, tại vì không quen kết bạn nữa, không muốn kết bạn nữa. Nhưng mà người ta nghiên cứu, người ta nói anh sống cô đơn đó. Anh sống cô đơn, anh cô đơn một ngày bằng anh hút 15 điếu thuốc. Nguy hiểm cho sức khỏe của anh đến mức đó. Nhưng mà nhiều khi mình không quen tiếp xúc với người khác, mình không muốn gặp người khác, mình không tiếp xúc nữa. Rồi người ta nói một cái, người ta nghiên cứu một cái nghiên cứu khác, người ta thấy rằng đi thang máy thì nó nhanh mà nó không có tốt cho sức khỏe, đi cầu thang tốt hơn. Nhưng mà người ta mình quen rồi, mình đi tới trường học hay là tới đâu đó, bệnh viện hay đâu, mình cũng ráng xếp hàng, cho dù lên có một tầng thôi anh chị em, ráng xếp hàng chờ để leo lên. Trong khi đó thang đi bộ có một chút lên tới nơi rồi, 2-3 lầu có lên tới nơi rồi, không đi xếp hàng quen rồi. Cái người ta mới ghi hai cái bảng, bên cái này người ta bảng là đi thang máy không có tốt cho sức khỏe, đi cầu thang sẽ tốt cho sức khỏe. Người ta dán trước cửa để, rồi người ta nghiên cứu, ta quay lại xem con người mình có vì cái chữ đó mà quyết định đi bộ rồi không đi thang máy không. Không, cũng thói quen đó, vẫn đi thang máy, vẫn xếp hàng đi thang máy. Cái người ta mới nghĩ ra một cách khác, người ta sẽ làm, ta chỉnh cái lúc đóng cửa thang máy lại đó. Cái thang máy đóng cửa chậm hơn 16 giây. Bình thường là 2 giây là đóng cửa lại rồi. Bây giờ nó chỉnh cái giờ đóng cửa của thang máy tới 16 giây. Nghĩa là anh vô thang máy, anh đứng nó 16 giây sau nó mới đóng cửa lại. Người ta chờ lâu quá, người ta tức, người ta đi lên cầu thang. Nghĩa là cho dù anh biết cái đó là không
không tốt, nhưng mà nó không thay đổi thói quen của anh. Cho đến lúc anh thấy rằng cái thói quen của anh nó đụng phải cái chút là anh phải chờ lâu á, cái anh mới thay đổi, anh qua anh đi thang, đi cầu thang bộ. Xong rồi sau một thời gian thấy người ta đi thang bộ nhiều rồi, cái người quan sát, nghiên cứu, người ta mới chỉnh thang máy lại thành 2 giây, không còn 16 giây nữa. Và người ta quan sát xem là cửa thang máy đóng nhanh hơn thì người ta đi thang bộ hay thang máy. Nhưng mà bây giờ khi mà người ta đi thang bộ quen rồi đó, thì tới cái, cho dù cửa thang máy đóng nhanh hơn, người ta vẫn đi thang bộ. Chứng minh điều gì anh chị em? Rất là nhiều thứ trong cuộc đời chúng ta, mình sống theo thói quen. Và rất là lạ, người ta lại nghiên cứu rằng để thay đổi một thói quen và học một thói quen mới, mình cần phải ít nhất 40 lần tập nó. Dạy một đứa trẻ có một thói quen mới cần 40 lần, 40 ngày lặp đi lặp lại. Anh chị em không tin, hỏi các sơ dạy mẫu giáo, họ tập như vậy trong vòng, con cái họ không có đạo chứ, nhưng mà vô các sơ học chừng 2 tháng là về bắt bố mẹ phải làm dấu trước khi đọc, trước khi ăn cơm luôn, ngay cả bố mẹ không có đạo. Ta nói quen rồi. Do đó chúng ta thấy các sơ giỏi dạy cho mình thay đổi thói quen hay không? Nên chúng ta thấy là mình tự nhiên nó là khoa học, nhưng mà một cách nào đó mình suy lại trong đời sống thiêng liêng cũng vậy anh chị em. 40 ngày chay thánh là gì? Thưa, không phải là tôi đấm ngực để tôi lên án bản thân tôi rơi vào cái bẫy của ma quỷ trở lại. 40 ngày để tôi nhìn ra đâu là thói quen không tốt của tôi trong đời sống đức tin, đời sống thiêng liêng, luân lý với tha nhân, với chính mình, đặc biệt là thói quen lên án chính mình và người khác. Thứ hai, trong 40 ngày đó tôi tập thói quen mới thánh thiện hơn, nhân từ hơn, yêu mến hơn, để thay thế cái thói quen cũ. Và như thế tôi chuẩn bị, tôi sẵn sàng để bước vào ngày lễ Chúa chịu chết và sống lại. Xin cho mùa chay thánh của chúng ta là một cơ hội để chúng ta hoán cải thực sự từ những thói quen không tốt của tội lỗi, của tính xấu của con người cũ, để chúng ta là con người mới, đón nhận Chúa, ơn lành của Ngài và tình yêu của Ngài. Amen.